Bạn đang xem Người đưa tin TV. Thưa quý vị và các bạn, như bản tin ngày 23 tháng 1 của truyền hình Người đưa tin đã đưa, tại số 33B phố Ngô Thị Sĩ, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội đã xảy ra một vụ việc hết sức nghiêm trọng. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, một nhóm đối tượng đã sử dụng một vật nghi là súng bắn bị thương anh DH. Sự việc đã khiến nạn nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tinh thần. Và mới đây, truyền hình Người đưa tin đã nhận được công văn của công an quận Hà Đông về vụ việc. Cụ thể, người bị thương trong vụ việc là anh DH, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại phố Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội. Ngay sau khi tiếp nhận được thông tin về vụ việc, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã tập trung lực lượng tổ chức điều tra giải quyết theo quy định của pháp luật. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích, tiếp tục phối hợp với phòng PC02 công an thành phố thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, truy bắt các đối tượng nghi vấn và liên quan để làm rõ, sớm đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Qua đây, truyền hình Người đưa tin cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cơ quan điều tra công an quận Hà Đông đã chủ động phối hợp với cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền để chúng tôi kịp thời truyền tải những thông tin tới dư luận. Cảm ơn bạn đã xem Người đưa tin TV.